sức đề kháng suy giảm khiến cơ thể dễ mắc bệnh, vi khuẩn, virus, ốm lâu ngày, thực phẩm không an toàn, làm giảm sức đề kháng. Ăn tốt thi mô tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch nhờ tác động kép của thi mô modulin và đạm men bia thủy phân. Ăn tốt thi mô giúp bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, chống lại tác nhân gây bệnh. Dùng khi suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy, trẻ chậm phát triển. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Tốt Thi Mô tăng sức đề kháng, gia đình khỏe mạnh hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.